Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Nido Phi. Chúng ta đều biết Kozukiden là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất One Piece, là samurai huyền thoại của đất nước Wano. 20 năm trước với hai thanh đại bảo kiếm Diêm Vương Anh Mai và Thiên Vũ Trảm Ameno Habakiri trên tay, Kozukiden đã xăm một chữ X thật to và thật đẹp lên cơ thể rồng cứng cáp của Kaido Bá Thú. Sức mạnh của Kozukiden là không thể bàn cãi. Nhưng dù vậy, trước đó 5 năm, tức 25 năm về trước, khi mới vừa trở về Wano Quốc, Kozukiden đã không thể giết chết Kurozumi Orochi, bởi Kurozumi Semimaru đã chặn đường kiếm màu đen bằng năng lực trái quỷ rào trắng Bari Bari no Mi. Và sau khi Semimaru cùng với Higurashi bị Kaido giết chết, bằng một cách nào đó trái quỷ Bari Bari no Mi lọt ra thế giới bên ngoài, và người đang sở hữu trái quỷ hệ Paramecia này chính là Bartolomeo, một thành viên trong hạm đội Murom và cũng là một fan cuồng của bang Murom. Kurozumi Semimaru đã có một nhận xét đầy ấn tượng về năng lực của trái quỷ Bari Bari no Mi. Cái Bari này là bất khả xâm phạm, sức mạnh của ngươi chả là cái thá gì ở đây cả, Oden. Điều này có nghĩa những đòn tấn công vật lý giống như đường kiếm của Oden hay cú đấm karate người cá của Hack hay đòn tấn công bằng lò xo của Bellamy sẽ không thể nào phá vỡ được rào chắn. Có thể về tổng thể sức mạnh, Bartolomeo hay Kurozumi Semimaru không thể sánh với Zozu, cựu chỉ huy đội 3 bằng hạt rào trắng. Nhưng nếu Zozu đỡ được đường kiếm của Mihawk bằng sức mạnh trái quỷ kim cương Kira Kira no Mi, thì tôi chắc chắn bằng sức mạnh trái quỷ Bari Bari no Mi, Bartolomeo hay ông lão Semimaru cũng làm được điều tương tự. Chưa hết, ở Dressrosa, khi chứng kiến cú đấm thiên vân của vua Elizabeth II, mà theo như lời Luffy thì đó là một cú đấm gây rợn mà từ bé tới giờ Luffy chưa từng chứng kiến lần nào. Và cú đấm thiên vân đó có thể hạ gục cả Tứ Hoàng. Liệu Zozu với trái quỷ kim cương Kira Kira no Mi có đỡ được cú đấm đó? Tôi nghĩ là rất khó. Nhưng Bartolomeo đã chặn cú đấm gây rợn đó bằng một cách cực kỳ đơn giản, chỉ cần bắt chéo hai ngón tay lại tạo ra rào chắn thế là xong. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã thấy những vụ nổ do Gladius tạo ra hay đường kiếm của Hakuba cũng không thể làm trầy xước được rào chắn. Hay như Bartolomeo cũng có thể điều khiển tạo ra rào chắn với bất kỳ hình thù nào theo ý muốn. Bartolomeo đã điều khiển rào chắn chặn những viên đạn mà Gladius nhắm vào Robin gần như ngay lập tức. Hay Bartolomeo cũng đã tạo ra một bong bóng rào chắn không thể phá vỡ bao trùm lấy bản thân và cả Gladius để vụ nổ chỉ gói gọn trong bong bóng mà thôi. Dù chưa có dịp thử lửa, nhưng với những gì trái Bari Bari no Mi đã làm được, tôi nghĩ cú đấm dung nham của Akainu, tia laser của Dorokiyaru hay cú đấm chấn động của Tứ Hoàng Rào Trắng cũng không thể phá vỡ được rào trắng Bari Bari no Mi. Vậy nên nếu theo quan điểm của cá nhân, nếu ai hỏi tôi trái quỷ nào có khả năng phòng thủ tốt nhất One Piece, thì tôi tự tin nói rằng đó chính là trái quỷ rào trắng Bari Bari no Mi mà Bartolomeo đang sở hữu. Ngoài khả năng phòng thủ tuyệt vời, thì Bartolomeo còn sử dụng năng lực Bari Bari no Mi để tấn công bằng cách tạo ra một rào trắng khổng lồ trước mặt và cứ thế sọc tới kẻ địch, hay tạo ra một găng tay boxing bằng rào trắng rồi cứ thế tung ra những cú đấm đầy uy lực. Với những gì tôi vừa nói, có phải trái quỷ Bari Bari no Mi sẽ bảo vệ Bartolomeo an toàn một cách tuyệt đối trước mọi đối thủ? Tôi nghĩ là không. Và trên đây là 6 nhân vật mà theo tôi là có khả năng khắc chế được sức mạnh trái quỷ rào trắng Bari Bari no Mi để có thể đả thương được Bartolomeo. Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và xem thử 6 nhân vật này là ai. Top 6, Berona. Công chúa hồn ma Berona là cựu thủ lĩnh quân đoàn thay ma động vật của bang hải tặc Moria. Cô nàng này sở hữu sức mạnh trái quỷ Horo Horo no Mi có thể tạo ra các hồn ma. Những hồn ma này là phân thân của Berona, và những ai bị hồn ma này đi xuyên qua sẽ bị tác động của năng lượng âm, làm cho tinh thần trở nên hư vô với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn bị chó hoang cắn, tôi không bằng một con cá, chết đi cho xong. Tôi xin lỗi vì đã đi trên mặt đất cùng mọi người. Đó là những suy nghĩ tiêu cực của Ranky, Sanji và Zoro khi bị Berona tấn công bằng các hồn ma. Nhưng ngoại trừ Usopp, thậm chí Berona còn bị Usopp phản đòn. Bởi đơn giản, nếu Usopp nhận mình là số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 về khoản suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra thì năng lực Horo Horo no Mi còn giúp Berona đi xuyên qua mọi thứ. Điều này có nghĩa khả năng rất cao những hồn ma được tạo ra bởi cô nàng Berona hay chính Berona cũng có thể đi xuyên qua rào chắn Bari Bari no Mi của Bartolomeo một cách dễ dàng. Usopp là một ngoại lệ, còn Bartolomeo là một anh chàng vô cùng mộng mơ, cuồng nhiệt, năng lượng sống luôn tuôn trào. Vậy nên nhân vật này cũng sẽ bị những hồn ma chi phối và có suy nghĩ tiêu cực giống như Zoro, Sanji hay Ranky. Top 5, Abu. Abu là một trong những hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất, và tên này cũng đang là một thuộc hạ dưới trướng Tứ Hoàng Kaido. Và cũng nhờ có Abu tiếng gầm của biển mà liên minh Kích Hawking Abu tan vỡ, Kích cùng Killer ăn hành ngập mặt, còn Hawking phải đầu quân về dưới trướng Tứ Hoàng Kaido. Abu là một người thuộc tộc tay dài và cũng là một tay trà đĩa làm nghề. Và sức mạnh chính của nhân vật này hoàn toàn dựa vào năng lực trái quỷ hệ Paramecia chưa rõ tên, cho phép Abu tạo ra nhạc cụ bằng một bộ phận trên cơ thể với các đòn tấn công bằng sóng siêu âm đầy uy lực. Nếu ở quần đảo Sabri trước đó, người nợ mang rơm của Hawking không thể gây khó dễ cho Dorokiyaru, thì Abu với năng lực của mình đã biến cánh tay thành một cây càng saxophone, biến ngực thành một cái trống, biến cái miệng thành đàn piano, tấn công và cắt đứt cơ thể Kizaru ra thành nhiều phần. Hay tại Wano Quốc này, Abu cũng làm cho Kid, Luffy và Zoro bị thương bằng năng lực của mình. Và theo như lời Killer đã nói, thì đòn tấn công của Abu sẽ gây sát thương cho những ai nghe được âm thanh do Abu tạo ra. Nếu không có Killer mách nước cách khắc chế bằng cách bịt tai lại, thì có lẽ Kid, Luffy hay Zoro còn tiếp tục ăn đòn dài dài. Và dù đứng sau hay đứng bên trong rào chắn, thì Bartolomeo vẫn nghe được những âm thanh bên ngoài. Có nghĩa Bartolomeo vẫn sẽ bị những đòn tấn công của Abu làm bị thương. Vậy nếu Bartolomeo biết cách khắc chế bằng cách bịt tai lại thì sao? Thì Bartolomeo không thể tạo ra rào chắn, bởi đây là lý do. Top 4, Bruno. Bruno là cựu thành viên nhóm đặc vụ CP9, là người đã từng đồng đội với Luffy ở Enies Lobby, cũng là đối thủ đầu tiên Luffy phải sử dụng Rihai.
Ngoài kỹ thuật lục thức và haki vũ trang, haki quan sát, Bruno còn sở hữu sức mạnh trái quỷ hệ Paramecia, đó là trái cửa Doa Doanomi. Và chính trái quỷ này là lý do mà tôi sắp Bruno vào danh sách những người có thể phá vỡ được rào chắn Bari Bari Nomi. Với năng lực này, Bruno dễ dàng tạo ra những cánh cửa trên bất kỳ bề mặt nào. Có thể thấy chỉ với một cái chạm tay, khuôn mặt của Luffy đã trở thành một cánh cửa xoay. Hay Bruno cũng có thể tạo ra một cánh cửa ngay bên dưới sàn của nóc tòa nhà phán xét nhằm khóa chặt Luffy. Thậm chí Bruno còn có thể tạo ra một cánh cửa ngay trong không khí, tạo thành một chiều không gian khác, ẩn nấp trong đó và quan sát tìm cách đánh bại Luffy. Điều này có nghĩa dù rào chắn Bari Bari Nomi có thể chặn được những đường kiếm mạnh nhất, những cú đấm mạnh nhất, nhưng nó không thể nào chống lại được năng lực mở cửa trên bất kỳ bề mặt nào mà Bruno đang sở hữu. Và nếu loại bỏ sức mạnh trái quỷ thì Bartolomeo cũng khó lòng địch lại được Bruno, một người sở hữu cả lục thức lẫn haki vũ trang và haki quan sát. Top 3, Nico Robin. Người đẹp băng mũ rơm Nico Robin không chỉ là một nhà khảo cổ với khối kiến thức đồ sộ, mà cô còn sở hữu một trái quỷ khá bá đạo hệ Paramecia, trái Hana Hana Nomi. Và chúng ta đã thấy Robin sử dụng năng lực trái quỷ này từ khi còn rất nhỏ, chỉ mới 8 tuổi. Có nghĩa cũng giống như Luffy, Robin đã sử dụng rất thuần thục năng lực sức mạnh trái quỷ mà mình sở hữu. Và mặc dù không có người huấn luyện giống như Luffy, nhưng so với Luffy thì Robin thông minh, hiểu biết hơn rất nhiều. Và điều đó rất quan trọng trong việc khai thác hiệu quả sức mạnh trái quỷ mà mình sở hữu. Robin từng nói rằng sức mạnh và tốc độ không có ý nghĩa gì với năng lực của cô. Và nó đã được chứng minh ở Dressrosa, khi Robin dễ dàng tóm gọn Hakuba đang chuẩn bị tấn công cô với một tốc độ cực nhanh. Hay trước time skip, Luffy, Zoro, Sanji, Nami hay Usopp Chopper đã rất chật vật nhưng vẫn không thể nào bắt được con chim phương Nam. Nhưng khi Robin thấy con chim, bằng năng lực của mình, cô dễ dàng tóm gọn nó. Có nghĩa, nếu những đòn tấn công của Abu có tác dụng với những ai nghe được âm thanh do hắn tạo ra, thì năng lực trái quỷ Hana Hana Nomi của Robin sẽ có tác dụng với những ai Robin nhìn thấy. Và rào chắn Bari Bari Nomi của Bartolomeo là trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Có nghĩa dù đứng bên trong rào chắn thì Bartolomeo vẫn bị Robin khóa tay, bẻ cổ hay bóp cái gì đó nếu muốn, một cách đơn giản. Top 2, Trafalgar di Waterloo. Lo có một tuổi thơ đầy bất hạnh và mạng sống của cậu có được ngày hôm nay tất cả là nhờ Rosinante, một đứa nét vuông ngầm dưới trướng Sengoku và cũng là em trai của đồ Flamingo. Và chính Rosinante đã ép Lo ăn trái quỷ Obe Obe Nomi, một trái quỷ thuộc hệ Paramecia có trị giá 5 tỷ Belly. Obe Obe Nomi có giá trị cao như vậy là bởi nó được gọi là trái quỷ tối thượng, bởi sức mạnh đáng chú ý nhất của nó chính là ban cho người khác tuổi trẻ vĩnh cửu để đổi lấy cuộc sống hiện tại của người dùng. Nhưng đó không phải là lý do để tôi sắp Lo trong danh sách này. Khi các ngươi nằm trong vòng tròn của Lo, hãy tự xem mình là bệnh nhân trên bàn giải phẫu của hắn đi. Đó là những lời Smoker nói về năng lực trái quỷ Obe Obe Nomi mà Lo đang sở hữu. Với năng lực bá đạo của mình, Lo có thể tạo ra Rome, một căn phòng giải phẫu theo đúng ý đăng. Và bên trong Rome, bác sĩ tư thần Trafalgar di Waterloo toàn quyền kiểm soát mọi thứ và có thể giải phẫu bất kỳ thứ gì theo ý thích của mình. Khung tranh mà bạn đang xem có thể thấy bên trong Rome, Lo dễ dàng nhấc bổng những chiếc tàu chiến khổng lồ và phá hủy chúng. Hay như Lo cũng dễ dàng tráo cơ thể Smoker với Tashigi bằng năng lực trái quỷ của mình. Điều này có nghĩa nếu rào chắn của Bartolomeo nằm bên trong phòng giải phẫu của Lo, thì tất cả mọi thứ sẽ bị Lo kiểm soát. Top 1, Tứ hoàng Rau Đen. Mặc dù không sở hữu Haki Bá Vương giống như những tứ hoàng khác, nhưng Rau Đen là tứ hoàng duy nhất cũng là nhân vật duy nhất trong NB cho tới lúc này sở hữu cùng lúc cả hai trái quỷ. Và cả hai trái quỷ này đều là những trái quỷ có năng lực vô cùng bá đạo. Đó là trái quỷ mạnh nhất hệ Paramecia, trái chấn động Gura Gura Nomi mà Rau Đen đã chiếm đoạt sau khi Rau Trắng chết, và trái quỷ hệ Lugia, trái bóng tối Yami Yami Nomi. Như tôi đã nói trên, Rau Trắng Bari Bari Nomi có thể chặn được cú đấm Kim Bưng, nên khả năng cao nó cũng có thể chặn được những cú đấm chấn động của tứ hoàng Rau Đen. Vì thế, việc tứ hoàng Rau Đen có trong danh sách này không phải vì sức mạnh của trái quỷ mạnh nhất hệ Paramecia, mà đó là vì trái quỷ bóng tối Yami Yami Nomi. Và theo như lời Rau Đen đã nói trước khi đánh bại A thì, trong lịch sử trái cây ác quỷ thì trái bóng tối Yami Yami Nomi là siêu năng lực hung ác và bá đạo nhất. Trong video nói về trái quỷ trước đó, tôi đã nói rằng khả năng rất cao Rau Đen có một cuốn bách khoa toàn thư về trái quỷ. Đó là lý do vì sao Rau Đen biết hình dáng của trái Yami Yami Nomi là như thế nào, để rồi sau đó là giết tháp và cướp lấy nó. Và nếu bạn hỏi tôi trái quỷ nào mạnh nhất hệ Logia, thì chắc chắn đó không phải là trái dung nham Magu Magu Nomi mà Akainu đang sở hữu. Đây chỉ là trái quỷ có sát thương cao nhất, còn trái quỷ bá đạo nhất hệ Logia phải là trái bóng tối Yami Yami Nomi. Có nghĩa ngay lúc này Rau Đen đang sở hữu cùng lúc cả hai trái quỷ mạnh nhất hệ Paramecia và mạnh nhất hệ Logia. Trái quỷ bóng tối Yami Yami Nomi có thể hút tất cả vào bên trong, kể cả là ánh sáng, và sức hút của nó là vô tận. Chúng ta đã thấy năng lực này hút cả một thành phố vào bên trong, sau đó thu nhỏ chúng lại và nghiền nát chúng ra. Ngoài ra, người sở hữu sức mạnh trái bóng tối này còn có thể kéo một người sở hữu siêu năng lực về phía mình một cách chính xác. Đặc biệt, trái bóng tối Yami Yami Nomi cho phép người sở hữu hút lấy siêu năng lực của một người ăn trái quỷ. Nói cách khác, chỉ cần Rau Đen chạm vào cơ thể thì người sở hữu siêu năng lực sẽ mất hết sức mạnh. Và chúng ta đã thấy Rau Đen sử dụng sức hút của trái quỷ bóng tối để kéo A về phía mình. Và sau khi bị Rau Đen chạm vào người, A đã mất đi siêu năng lực của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Chưa hết, ở trận chiến Marineford, Rau Đen cũng đã sử dụng năng lực trái quỷ bóng tối để hút lấy cú đấm chấn động của tứ hoàng Rau Trắng một cách đơn giản. Điều này có nghĩa dù Bartolomeo đứng trong rào chắn của mình thì vẫn sẽ bị siêu năng lực của trái quỷ bóng tối Yami Yami Nomi hút lấy như thường. Bởi đơn giản, sức mạnh của trái bóng tối có thể hút lấy bất kỳ ai sở hữu sức mạnh trái quỷ. Trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói về năng lực phòng thủ của trái quỷ rào chắn Bari Bari Nomi và 6 nhân vật có thể khắc chế hoàn toàn trái quỷ này. Hy vọng các bạn thích video, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.